Không thì chọn hai cái đi, một cái hoa sen với cả một cái hoa này. Một cái thôi chứ làm gì tận hai cái tốn kém quá. Em ơi, mấy cái khăn lụa yên hình hoa này giá như nào đây? À dạ, đây là khăn choàng lụa tơ tằm họa tiết là vẽ tay giá 1.350.000 ạ. À, là vẽ tay chứ không phải in à? Vâng. Ừ, này là vẽ mà. Mấy mẫu ở đây cũng giá hết à em? Đúng rồi ạ, không biết là hai chị đang muốn mua tặng người nước nào và tầm bao nhiêu tuổi để em tư vấn mẫu cho phù hợp ạ? Chị đang cần chọn quà tặng cho một chị người Nhật tầm hơn 50 tuổi. Vậy thì em thấy chị chọn cái khăn lụa vẽ này là thích hợp đấy ạ. Mình có thể chọn những cái họa tiết hoa sen như thế này để mang đặc trưng của Việt Nam ạ. Ừ. Ơ, mà đây là hoa tử đằng đúng không em? À đúng rồi ạ, hoa tử đằng cũng được người Nhật đặc biệt yêu thích bởi vì là tượng trưng cho sự may mắn và trường thọ đấy ạ. Và gần đây nhất thì nó được in lên tờ 5.000 yên của Nhật Bản đấy ạ. Ừ, năm ngoái chị cũng có đi dự lễ hội hoa tử đằng ở bên đấy. Hôm nay chị chọn thử được không? Dạ được chứ ạ, mình cứ chọn xem có ưng ý không ạ, gương ở phía bên này ạ. Em thấy sao? Em thấy cũng được. Hay là tặng khăn hoa tử đằng đi, chị thấy nó cũng đẹp và ý nghĩa. Nhưng em nghĩ tặng hoa sen thì sẽ hợp lý hơn chứ. Đã chọn sản phẩm truyền thống là khăn lụa để làm quà rồi thì phải chọn khăn có biểu tượng đặc trưng của Việt Nam thì mới ý nghĩa hơn chứ. Nhưng mà tặng khăn hoa tử đằng thì càng thể hiện rằng mình quan tâm và tìm hiểu văn hóa nước họ rồi mới chọn quà. Như thế thì món quà càng thêm đặc biệt, đúng không? Em hiểu ý chị rồi, nhưng em vẫn muốn có hình ảnh đặc trưng của Việt Nam trong món quà. Không thì chọn hai cái đi, một cái hoa sen với cả một cái hoa này. Một cái thôi chứ làm gì tận hai cái tốn kém quá. Dạ hay là hai chị cân nhắc mình sẽ chọn một cái set quà gồm một cái khăn choàng lụa vẽ hoa tử đằng như thế này kết hợp với lại một cái khăn tay thêu họa tiết đặc trưng của Việt Nam chẳng hạn như là hoa sen hay là tháp rùa thì mình sẽ được một cái set quà như thế này ạ. Cái khăn tay thêu bên em thì giá dao động từ 250 đến 400.000, như vậy thì mình sẽ có một cái set quà vừa mang đặc trưng của Việt Nam lại cái thể hiện được cái tình yêu của mình đối với văn hóa của nước họ ấy. Thế thì set quà càng thêm trọn vẹn ạ. Ờ, em thấy cũng hay đấy, người Nhật cũng thích dùng khăn tay nữa. Ừ, chọn thế đi, để lấy cái khăn choàng này nhá. Ok. Em cho chị xem mấy mẫu khăn tay mang đặc trưng của Việt Nam đi. Vâng, khăn tay ở phía bên này ạ. Hai chị có thể chọn những cái họa tiết mang đặc trưng của Việt Nam ở phía trên này ạ. Khăn tay hoa sen này phối với khăn choàng hợp đấy nhỉ? Dạ em thấy đẹp đấy ạ. Em thấy sao? Em thấy cũng đẹp đấy. Em xếp thành set giúp chị nhá. À vâng ạ, vậy hai chị để em một chút ạ. Hai chị ơi, set quà của mình xong rồi đấy ạ, hai chị xem có ưng ý không ạ? Chà, đẹp đấy. Ok nhỉ? Tính tiền giúp chị nhá. Vâng ạ.